Xin chào các bạn, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách đánh những câu dân ca, đánh ra cái chất dân ca của miền Nam Bộ. Thì như đợt trước thì tôi cũng có hướng dẫn một số cái câu chạy ngón của dân ca miền Bắc Bộ rồi. Thì hôm nay hướng dẫn các bạn là cái câu đánh của dân ca Nam Bộ. Thì trong những cái câu đánh của dân ca Nam Bộ đó thì mình phải hiểu về scale. Thì bạn nào mới vào kênh ấy, thì chúng ta đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để theo dõi những cái clip tiếp theo của tôi và những cái chạy ngón về dân ca Bắc Bộ. Nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta cũng có thể chúng ta xem lại ở cái phần các câu chạy ngón nhé. Thì về phần dân ca của Nam Bộ thì nó như sau này. Dân ca Nam Bộ là chúng ta đánh bình thường như này thì nó khó ra đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái câu của ví dụ nha. Câu chúng ta hay đánh là bình thường là chúng ta để ý những cái bài mà nó hay viết trên dân ca Nam Bộ, nó hay có những cái này, hay người ta gọi là giọng thứ. Thực ra miền Bắc nó cũng có nhé, nên nó có cái nốt pha thăng này đó, chúng ta thấy nhá. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Đấy, ví dụ là những bài dân ca như thế thì chúng ta sẽ đánh những câu này là nó dạo như sau này. Ví dụ là chúng ta sẽ tập từng đoạn một nhé. Mi fa mi la fa mi re đó, mi có đợi tôi xem cái thằng này sao nó lại không hiện lên cho tôi gì đó. Mi la fa mi re đó, bốn mi la fa xin lỗi, mi la fa mi re đó, yeah. Mi la fa mi re. Lại này. Mi la fa mi re. Câu thứ nhất nhá. Đây đây này, đồ vắt ngón này lên. Đồ vắt ngón 3 nhá. Đồ re mi mi. Đồ re mi mi. Đó. Đồ re mi mi. Hai câu vào này. Mi son fa mi re. Câu tiếp theo này la đô fa mi, từng câu một rồi, la đô fa mi, thế nào này, đô re mi đó đấy nhá, đô là bắt bốn ba thôi, đô re mi la, đó nhá, đô re mi la. Cả bài nhá, đánh cả đoạn nhá. Nếu muốn đánh nữa này, đấy thành câu dài. Đó. chung này đó, do re mi mi là do fa mi, do re mi là đó. Một đánh nữa này. Chúng ta thì sẽ không đánh giật cục như thế, và chúng ta đánh cho ví dụ thì thường thường những đoạn này nó đánh để ngâm thơ ấy, ví dụ nhé. Cái này trong nhạc vàng bolero người ta cũng hay dùng nhé. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ quý hoàng. Đấy, ví dụ như vậy hay à. Tôi nghèo là, bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha, chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt. Nó sẽ ứng dụng trong đó những cái bài nhạc vàng thì nó hay có cái đoạn ngân, đoạn ngâm thơ đầu, hoặc là trong nhạc trong những bài người ta viết cho miền Nam ấy, hoặc là chúng ta có thể dùng để dạo nhạc, ví dụ dạo nhạc đoạn về Nam Bộ người ta viết đặc trưng nó là như thế. Còn ví dụ miền Bắc thì sao? Những bài dân ca giọng thứ đại khái như thế, những bài dân ca giọng thứ thì ví dụ miền Bắc có là cây trúc sinh tang tình lá cây trúc mộng qua lời đó bên bờ chỉ hai gì. Bài dân ca đấy là về cái giọng thứ đó, thì bài 1 thì sơ đẳng như thế. Sau này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái câu khác để các bạn chạy cho nó, những cái câu khác để các bạn chạy cho nó đặc trưng, nó hay hơn. Thế đấy là về chúng ta tìm hiểu một chút về dân ca, mình gọi hay gọi quen là dân ca Nam Bộ, nhưng đó là cái giọng thứ. Giọng trưởng là gì? Ôn lại một tí. Giọng trưởng là về là về với hồi có gái ngoan ba giọng thứ đấy. Đấy là la thứ bạn dễ nhìn nhá. Những cái bài điệu lý hay là những đoạn chúng ta sẽ ứng dụng được vào trong đó. Nhắc lại này. Đó, thì chúng ta hôm sau buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số câu khác. Chúng ta ấn vào đăng ký kênh và ấn những nút like, chúng ta cứ chịu khó like đi nha. Thì tôi sẽ làm cho các bạn những cái clip tiếp theo nó sẽ hay hơn một tí, hoặc là nó đa dạng để chúng ta có thể đánh được. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.